Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp và hôm nay em có về chiếc T-shirt Brick và đây là phiên bản mặt xanh lá máy pin. Nếu bác nào mà tay nhỏ thích chơi máy pin, độ chính xác cao, mức giá phải chăng thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo rồi. T137 210 1108 100, chúng ta vẫn sẽ có những cấu hình cơ bản, chỉ khác nhau về con máy thôi các bác nhé. Chống nước 13 này, kính sapphire, máy pin này, thân thép không gỉ này. Nằm trong bộ sưu tập Brick, tuy nhiên thì mẫu sản phẩm này có mức giá chỉ bằng phân nửa thôi. Nó sẽ tiết kiệm hơn khá nhiều cho túi tiền của các bác, nhất là những bác đam mê thiết kế của Brick nhưng mà lại thích cái kiểu dáng máy pin. Bởi vì máy pin thì các bác biết rồi, máy pin thì bao giờ nó cũng sẽ có mức giá rẻ hơn máy cơ khá là nhiều. Tuy nhiên thì vẫn vậy, vẫn khung thân vỏ như vậy trên những chiếc máy cơ. Thì chúng ta vẫn sẽ có một form dáng kiểu Audemars Piguet, nhưng mức giá thì lại phải chăng hơn, đúng không ạ? Vẫn vậy nha các bác nhé, bởi vì form máy cơ và form máy pin thì nó đều sử dụng chung một bộ khung vỏ dây hết nhé. Nó chỉ khác nhau về cái thiết kế một chút về mặt số và bộ máy bên trong thôi. Với con T-shirt Brick này thì new 100% full box và giá giao lưu với các bác chỉ có là 8 triệu 500 ngàn thôi. Mức giá rất phải chăng. Form dây thì vẫn vậy, các bác có thể thấy là một form dây một mắt này được đánh xước khá là cầu kỳ, chỉn chu. Đấy. Và cái độ bóng sáng của bộ dây này thì tuyệt vời, không có gì để mà chê đâu các bác nhé. Cho dù đây là form dây đánh xước nhưng mà cái độ bóng sáng của nó thì thật sự khá là tuyệt vời. Khóa thì gập hai bên các bác nhé. Chung một bộ dây và chung một bộ vỏ với con máy cơ đấy các bác nhé, không có gì khác nhau cả đâu. Vẫn như form càng liền thân này và được đánh phơi xước và đánh vát cạnh này, tạo ra điểm nhấn cũng như cái sự mạnh khỏe cho cái phần thiết kế thân vỏ. Đây cũng chính là một trong những cái điểm nhấn khiến cho chiếc T-shirt Brick lại hot đến như vậy. Bởi vì người ta thấy là cái thiết kế con Brick thì nó mang hơi hướng rất nam tính. Nhưng với size 35 thì nó lại khá là dễ đeo thôi. Nhất là đối với những anh em những cổ tay nhỏ vừa. Các bác nhìn thấy là cái độ hoàn thiện của thằng T-shirt bây giờ nó đã chỉn chu hơn rất nhiều đúng không? Tường thớ vân xước nó đã làm tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Đấy. Núm sẽ có logo T-shirt này. Là một chiếc máy pin thì thường đáy của nó sẽ là đáy kín hết các bác chú ý nhé. Những cái thông số khá là cơ bản như là thân thép không gỉ, serial number, chống nước 13 tương đương 100 m này và kính của nó là kính sapphire. Nó chỉ khác với con máy cơ là đáy kín này và mặt số thì nó sẽ hơi khác một chút bởi vì máy cơ nó sẽ sử dụng theo kiểu dạng mặt chiều vuông của Audemars Piguet. Còn con này là mặt mấy con máy pin đấy các bác nhé. Mặt của nó là mặt phay đánh xước như thế này. Đó là cái để cho các bác có thể phân biệt được với những chiếc máy cơ. Đấy. Con này nếu mà cầm ở ngoài thì các bác sẽ thấy là cái màu xanh lá nó rất đẹp. Hơi tiếc là quay qua video thì nó lại ra cái màu xanh như này, nhưng mà thực chất nhá, nếu mà các bác cầm ở ngoài thì nó sẽ là cái màu xanh lá tươi. Đảm bảo các bác là nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với màu sắc thực tế ở trong video này. Đấy, ở ngoài đấy các bác nhá, màu rất đẹp. Kính thì vẫn là kính sapphire nguyên khối thôi các bác chú ý nhá. Vẫn form dáng như vậy trên những chiếc automatic này. Size 35 thì như em có nói rồi. Thực chất thì con này phải gọi là size 37 chứ không phải là 35 bởi vì thiết kế của nó càng nó là càng liền. Và nó khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta có kích thước size to hơn. Thay vì là size 35 thì con này phải có size gọi là 37. Và với cổ tay 15.7 của em thì đeo con này thì quá chuẩn bài rồi. Không có gì để mà chê cả. Anh em cổ tay 16, 16 năm đổ về thì đeo con này là hợp lý nhá các bác nhá. Đừng đeo size 40. Đeo size 40 không đeo nổi đâu các bác ạ. 40 nếu mà muốn đẹp thì phải là 18, 18 năm. 17 chỉ gọi là đeo được thôi. Đấy cho nên các bác chú ý nhá. Mà số thì như em có nói đây thì nó hơi có cái keo ni lông lau kỹ là nó hết thôi các bác. Mà số thì như em có nói thì đây là một chiếc máy pin và mặt của nó là mặt trải tia chứ không phải là mặt chiều vuông như là những chiếc máy cơ. Đó là một cái điều mà chúng ta có thể phân biệt được. Vẫn trang bị dạ quang đầy đủ trên cọc kim như là con máy cơ, các bác chú ý nhé. Máy pin thì các bác có thể nhìn thấy là kim nó giật giật giật, giật. Đấy, đó là cái để chúng ta có thể phân biệt với con máy cơ đấy. Con này thì máy pin thì quá ngon rồi, độ chính xác thì không cần phải bàn nhờ các bác nhỉ. Máy pin thì nói về độ chính xác thì không phải bàn rồi. Và new 100% full box này đấy, các bác nhìn thấy độ hoàn thiện nó cũng không thua kém người anh em máy cơ đâu, mà giá chỉ bằng một nửa, cân nhắc chứ.
Giao lưu với các bác chỉ có 8 triệu 500 ngàn cho phiên bản mặt màu xanh lá như này thôi. Và các bác nhớ rõ nha, con này là màu xanh lá đấy. Chẳng qua là quay qua video thì nó bị đổi màu sang cái này, hơi tiếc. Chứ còn ở ngoài thì màu thực tế nó là màu xanh lá rất đẹp luôn. Các bác có thể tra cái mã này để thấy được cái màu rõ nét nhất của nó. Bởi vì thường những cái con như thế này thì khi mà quay qua video nó bị đổi màu, hơi đáng tiếc. Rồi, bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hàng fake, các bác chú ý nhá, đền gấp 10 ạ. Mọi thông tin liên hệ em để phía dưới phần tiêu đề. Tất nhiên là đối với những sản phẩm giá trị cao như thế này thì mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này mong các bác thông cảm cho em Minh nhá. Đấy, mọi thông tin liên hệ em để phía dưới phần tiêu đề ạ.